thịt đi. À, nãy giờ thì chú giảm rất nhiều, nhưng mà mọi người có biết điều ước của chú là gì không? Nói gì chưa? Thật ra thì sinh nhật năm nay thì chú cảm động trước tình cảm của mọi người cho chú. Chú chỉ ước gì là kênh YouTube của chú sẽ subscribe lên rất nhiều. Huy không có hung vô đâu. Nhắm mắt. Dương quá có một câu muốn nói với cô. Rồi. Cô. À. Quá nhiều chỉ cần gặp người, có thể vĩnh viễn ở bên người, thì mất đi cánh tay này thì có là gì đâu. Ta vẫn còn cánh tay trái, vẫn có thể ôm người vào lòng mà. Nhưng bất tiện lắm. Bánh nó cũng ngon lắm. Trong bánh nhân bánh nó thấy nhân bánh rồi.